bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời. Nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con. Trăm năm qua đi còn là gì, vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Trái tim con và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương và đây tâm hồn thao thức dâng về Chúa trên cao để hòa tan trong muôn tình thương. Đời sẽ tràn hòa ánh dương để bừng lên tràn lan muôn hương. Con nay thuộc về Ngài. Lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm hồn để không nuối tiếc phụ
Cha yêu thương triền miên. Đây mộng ước tương lai và đây muôn khắc khoải. Đây toan tính hôm nay và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao để ngày tháng đông đầy tình thương. Cuộc sống không còn oán than và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về Ngài. Đưa mau đến thiên đình, an hưởng thanh bình ngày
con, cho khỏi kẻ thù, nhân dân gia và con và thánh thần. Amen. Con xin thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý sơ, quý ông bà, cô bác và mấy anh chị em đã dùng thời gian quý báu của mình mà đến đây giúp lời cầu nguyện cho cha, cho ông của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và cả công bội hậu cho quý sơ, quý ông bà và cô bác, anh chị em. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn. Xin thành cảm ơn quý sơ, quý cô bác, các anh thiếu nhi đã dành thời gian quý báu của mình mà ở đây rất là cầu nguyện cho cha, cho con, cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Về người cha, kỷ
niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ. Cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn hơn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư. Dòng bão trở lại trong hồn, cha không còn tôi như người mất hơn. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông, có tiếng cha già gọi tôi. Hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha. Xin mời quý vị nằm đi lại. Bên lời yêu em,
tối thương tôi tới Chúa là linh hồn Giuse được sớm phục sinh cùng với Chúa Giêsu. Lời Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng như Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chút cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đầy vì đem Chúa nhân từ linh hồn như xe đường mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem may mà Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Thiên Chúa là đấng hay thương xót và tha thứ, chúng con khẩn khẩn nài xin Chúa cho linh hồn con tới Chúa là như xe được vào quê Phật và được hưởng sự vui mừng muôn đời. Lời Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xin Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xin như Cha chỉ đến như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con xin cảm tạ Chúa đã nhận ơn ông Giuse chàng dân đình và ban cho ông hồng ở đức tin và muôn vàng ơn làm chứng cho sao. Nay Chúa lại ban cho ông dự ơn chất lành trong hội thánh. Xin Chúa dù thương con nhận linh hồn cứu xe và nước trời. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy như vừa mẹ nhân làm dành cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân lạy mẹ. Chúng con cháu em bà ở chốn thân này kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lo kêu cẩn bà thương, ôi bà là Chúa bảo chúng con. Xin ghé mắt thương xem chúng con đến xa khỏi đây. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng mà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trong đời đồng chúng. Amen. Con cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con thánh linh này Chúa Trời xin chớ che chớ bỏ lại chúng con nguyện trong cơn gian nan chúng thôn nơi đồng trên hiển vinh sáng lang. Ai chớ thứ ba cho họ sự an nghỉ. Lạy các thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xa chúng con. Lạy các tìm được thánh được tỉnh các thánh được bà Maria. Hầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức bà Maria trọn đời đồng trinh. Hầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an. Hầu cho chúng con. Lạy các thánh tự đạo Việt Nam. Hầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse mà mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem may mắn Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa yêu thương đôi nhìn linh hồn cha hiền của con. Khi xưa còn ở thế gian vẫn tin yêu Chúa Trời sớm chiều dần thân xa điều hẹn đạo phèn nhà lỗi lầm nguyện xin quan hồng đưa về thiên đàng hiền vinh. Xin cho cha của con thoát khỏi sầu thương đưa liên mình đưa mau đến thiên đình an hưởng thanh bình ngày vinh quang. Xin xa hết tội cha yêu đuôi cây trong bao ơn ngài. Xin thương xót linh hồn, thương xót linh hồn người cha yêu. Thương cha nhớ cha vô vàng, trang hòa với ngàn lời kinh. Quan xin cùng đứng nên thấy cha hiền
xin thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn cha quý ông bà cô bác anh chị em đã dành thời gian quý báu của mình và đến đây giúp lời cầu nguyện cho cha tông của chúng con. Nguyện xin thi phế phúc lành cho những hy sinh và những thắng lợi vĩ đại của cha quý ông bà cô bác anh chị em. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Thank you.
con sắp mình xuống trước mặt Chúa con tin đạt Chúa ở khắp mọi nơi thông biết mọi sự hằng xem thấy con hằng nghe lời con cầu nguyện xin Chúa nhân từ hay nói xem sự nghèo nã con và nhận lời con nguyện lại Chúa con Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu phán rằng: Tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng nề, hãy đến cùng ta và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Giờ sáng nay chỉ thay đổi mà không ngắm đi lúc con người hoàn thiện giấc ngủ mà nhắc lại rồi là thấy tương lai giờ kiếm người này không còn nước mắt nụ cười nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn để mãi niềm vui. Anh chị em thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng chịu bao đau khổ của ta và tha thiết nguyện xin với người. Trước cảnh ly biệt tan tóc, chúng con nài xin Chúa nâng đỡ và an ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng đau thương vốn lúc này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa. Và hy vọng chắc chắn sẽ gặp nhau trong nhà cha trên trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng con. Lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nơi cha chỉ đến đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc linh hồn Giuse từ dạ căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương, chiều mến của linh hồn Giuse. Xin đừng để chúng con rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nhưng cho chúng con tràn đầy niềm hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi linh hồn Giuse đã về trước chúng con. Để cùng nhau chung hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn lấy bài hát cầu cho chúng con. Thương nói nhìn linh hồn cha hiền của con, khi xưa còn ở thế gian vẫn tin yêu Chúa trời sớm chiều. Nhưng thân xác yêu hèn, bao phen xa ngã lôi lầm. Nguyện xin quang hồng đưa về thiên đàng hiền minh. Xin cho cha của con thoát khỏi sầu thương là điển hình. Đưa mau đến thiên đình an hưởng thanh ngày vinh quang, cha này mong đã khuất rồi, con ở thế trần mồ côi, hãy nói người cha bên thương đã ra đi vĩnh biệt cõi đời, con xin cảm ơn người, con xin cảm ơn trời. Nguyện thương yêu người, vâng lời cha hiền bảo khuyên. Xin cho nên tội cha yêu đuối
tay chân bao ơn Ngài. Xin thương xót linh hồn, thương xót linh hồn người cha yêu. Nguyện dâng lễ hy sinh, dâng bao công đức riêng mình, đền thay cha hiền mới về nghĩa tình lòng con. Xin xóa hết tội cha yêu đôi cây trong bao ơn Ngài. Xin thương xót linh hồn, thương xót linh hồn người cha yêu. Gọi con về trong ngày
diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con. Một lời từ xa tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa về, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa. Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa kêu giúp con. Nguyện lòng từ ái Chúa thương phận này hèn yếu. Con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Con đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha. Lòng thành thề hứa, bước theo đường diệu về Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa. Còn nước mắt nụ cười, nhưng con
tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ I'm
và chắc có lẽ là có biết cha. Chắc có lẽ đối với ông bà chị em thì rất là thân quen với ngài, bởi vì ngài đã từng làm thầy ở đây năm 1983 đến năm 1988. Hiện nay ngài là Châu Quảng Hà của đạo Kim Thanh, cũng là xa sở của đạo Mỹ Đức. Rồi kế bên nữa là cha Doan Sita Trọng Phương. Trước đây cha cũng đã từng đứng ở đây cha làm thầy vào năm 1988. Hiện nay cha là sở của đạo Cát Chồng. Rồi cuối cùng đó là cha Xe thì cho cùng. Mình trước đây là cho phó ở Tân Lâm từ năm 2011 đến 2016. Hiện nay cha là cha, xin lỗi, là cho phó từ năm 2007 đến 2011. Hiện nay là cha sở của đạo Thánh Xe Hàng Bạc Liêu. Nói như vậy là để chúng ta thấy rằng các cha luôn nhớ đến hội cũng chi khi các ngài đi qua, và đồng thời các ngài cũng nhớ cầu nguyện cho những ai qua đời. Và hoàng xem nếu trong gia đình của mình có những cái đau quý thì cũng đừng ngại điện thoại hoặc là có lời nhắn các ngài, các ngài cũng sẽ nhớ cầu nguyện cho thân nhân chúng ta đang qua đời. Và cuối cùng xin đại diện của đạo Long Quan kính chào quý cha và kêu quý cha để nhớ đến người con ở trong hội đạo chúng con đang đã qua đời, đó là ông Xe Trần Trọng Đề. Với tình đó thì giờ đây xin cộng đồng chúng ta đứng bắt đầu lễ để cầu nguyện cho ông Xe. Thank you.
có thể để nó lôi đi, và nó thấy vất vả nặng nề, nó cũng cố đến một cái chỗ đất giữa cái sân, nó khởi động so với thân thể nó lây lây, nó biết làm sao mình vượt qua cái chỗ đất đó, cái chợ nhớ cái cộng rơm nó nặng nề, nó tha nặng nề, nó mới đẩy cộng rơm qua bên kia và nó không thể bỏ qua nhờ cộng rơm. Có thể cuộc đời của các anh cũng giống như cái cộng rơm, có thể nó vất vả rất là nhiều, không thể tham dự vấn đề, không thể tham dự phục vụ và có nhiều hạn chế khác, nhưng bác đã vác đi kết cùng cái thân gia là chú đạo thân, và nhờ đó bác đã đi tới như này, đi tới chỗ hạnh phúc. Chúng ta đứng lên đây để cầu cho chúng ta là những người đang còn sống ở thời gian này luôn luôn giữ vững niềm tin của mình. Chúng ta cầu nguyện cho bác ta là người đã vượt qua cái hành trình niềm tin, được Thiên Chúa thứ tha độ độ, được Thiên Chúa mang hạnh phúc lên thiên đàng. Trong niềm tin đó, trong hy vọng đó, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Amen. Oh,
Thank you.
xin đừng chấp đổi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối phương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển truy muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Con xin phép được thay
thay mặt tam quý nói lời cảm ơn tam. Tam quý các con vô cùng hạnh phúc khi được quý cha, quý dì, quý cộng đoàn giáo xứ đã đến viếng thăm cùng chia buồn với gia đình chúng con. Đặc biệt chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha đã từ xa đến đây thăm viếng, cũng như dâng thánh lễ an táng cho ba của chúng con là ông ba Giuse Trần Văn Định. Chúng con tin rằng với lời cầu nguyện của quý cha, quý dì, quý cộng đoàn giáo xứ sẽ giúp cho ông cha của chúng con sớm về được thanh nhan Chúa. Tăng quý chúng con cần cúi đầu tăng quý. Tăng quý chúng con cũng đã sẵn sàng cho việc về với Chúa cùng Giuse là chồng cha ông của chúng con. Việc ra đi của ông Giuse là mất mát lớn lao và là nỗi đau đớn trong tâm hồn chúng con. Giờ đây làm sao chúng con tìm lại được con kén thân yêu của người cha thân của chúng con, và còn đâu nghe được những lời khuyên nhủ bảo quan. Nỗi mất mát này không biết lấy gì bù đắp được. Tăng quý chúng con vẫn tín thác vào Thiên Chúa là cha nhân lành đấng giàu lòng thương xót. Chúng con tin Phật Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Qua cuộc gia, ông Giuse sẽ được sống lại và cùng chia sẻ vinh quang với người trên thiên đàng. Tăng quyến chúng con cũng nhận được tình lương hưu ái và chia sẻ của hội Liên Du. Nhóm cầu nguyện của các cô giáo cùng tất cả quý ông bà cô bác gần xa đã đến thăm viếng chia buồn và giúp lời cầu nguyện cho cha ông Giuse. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn ca đoàn đã giúp phục vụ hát lễ, nhờ đó mà thánh lễ thêm phần trang nghiêm suốt sáng. Chúng con cũng không quên cảm tạ đội thân đội tẩm liệm và mai táng Tào Vệ Vinh đã giúp tẩm liệm người thân chúng con một cách tốt đẹp, cũng như giúp đưa ông Giuse đi nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc còn sống trên dương thế, ba ông chúng con là Giuse rất nhiều cũng có lỗi lầm thiếu sót với quý cha, quý dì, quý ông bà cô bác và anh chị em. Kính mong quý cha, quý dì, quý cộng đoàn cô bác tha thứ bỏ qua để linh hồn ông chị Giuse được an vui nhẹ nhàng ra đi với tấm lòng thanh thản. Chúng con không biết nói gì và lấy gì để đền đáp lại tấm chân tình cao cả, cũng như tình thương của an và quý cha, quý dì, quý cộng đoàn đã dành cho ông Giuse, cũng như gia đình tăng quyến chúng con. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và trả công bồi hồi cho quý cha, quý dì và tất cả quý ông bà, anh chị em đây. Trong lúc đang gia đình bối rối, có điều chi thiếu sót, kính mong quý cha, quý dì, quý cộng đoàn bình tình bỏ qua, tăng quyến chúng con đồng cảm tạ. Chị thân mến, người anh em chúng ta suy nghĩ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hối dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy ân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người anh em này nhờ đức rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần giờ đây cũng được nhận lời dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh thượng thần gia nghiệp muôn đời của hứa ban. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang thanh quan có
Chơi vơi giữa cơn sầu mơ, còn gì một thân bơ vơ, tinh thần xóa mờ. Nào là lợi danh vinh quang cùng tan xác xơ, nào là tình yêu đam mê cũng sẽ thờ ơ. Còn lại trần gian xanh mơ về tình hương hờ. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi trôi. Đời người là như bông hoa nở tươi sớm mai, ngọc ngà tỏa hương kiêu sa ngỡ không tàn phai. Nào ngờ một cơn phong ba làm tan xác dài. Một ngày người đi không xa, chợt cơn gió qua, tiền tài giàu sang vinh quang cũng ra phù hoa. Trả lại trần gian xanh mơ về tình hương hờ. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi trôi. Thank you.
Cuộc đời thoáng như mây bay, người ơi có hay cả người chìm trong cơn say với bao sầu cay. Miệt mài trần gian quên đi đời sống bất diệt, tìm về tình cha đi thôi, ngày đêm ngóng chờ vì ngài là cha bao dung trái tim biển khơi. Và người còn đang lang thang vương vấn bụi đời, người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi trôi. Người là cát bụi. Người ơi, xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi trôi. Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tới Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiếu tỏ từ tôn nhan Chúa, tôi tới Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Anh chị em rất thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người ông chúng ta đây. Chúa đã công thương Lazaro chưa, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhầm lại Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người ông chúng con được sống muôn đời. Xin Chúa nhầm lại chúng con, Chúa đã hứa tiên đàng cho người chọn biết thông môi, xin thương đưa người ông chúng con về trời. Xin Chúa nhầm lại chúng con, Chúa đã cho người ông chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được tinh dâu nhờ vì sức dầu thánh, xin thương nhận người ông chúng con vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lời chúng con, Chúa đã nuôi dưỡng người ông chúng con trong tiệc mình và máu Chúa, xin thương nhận người ông chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con, chúng con đang đau buồn thương nhớ người ông chúng con, xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và những lòng trong cây được sống đời đời. Xin Chúa đáp lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữa Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa chúng con này, xin Chúa thương xót cho tới Chúa đã qua đời mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm như ở, để như ở dưới thế. Tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tới Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn dù sẽ được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn dù xe từ chung linh hình vô tối, còn tiếng bao linh hồn cao than niềm hành tin dâng mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái kia ta ban này. Từ vực sâu tiếng khóc than, con bồng ngâu với vang năm u hoài lớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy
Jésus. Chẳng có thời gian.
sao trời lời ru.